Vâng, xin trân trọng chào mừng quý bác anh chị các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Phạm Huấn. Đấy, kênh điện máy Nhật bãi. Đấy, hôm nay thì bên mình đang về một cái lô máy phát điện Shindaiwa và Denso. Đấy, công suất 2600. Đấy, lô này thì bên em về hơn 20 con. Đấy, bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác cái lô này nha. Hàng cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Tương đối là đẹp và sắc nét luôn. Đấy. Giá của sản phẩm thì em sẽ báo giá vào cuối video. Đấy, Shindaiwa 2006 chạy AVR. Động cơ Subaru EX17 xài xích cam, máy Nhật nội địa các bạn nhá. Đấy, sản xuất tại Tokyo, made in Japan này. Đó, anh em các bạn thấy không? Hàng rất là đẹp luôn. Đây, máy móc còn mới choang luôn. Đầu bò OHC anh em nhé. Đấy, hình thức máy còn rất là đẹp. Máy Phạm Huấn thì cung cấp rất là nhiều các cái thiết bị điện. Đấy, máy phát phục vụ anh chị em trên khắp mọi miền Tổ quốc. Máy thì tải được điều hòa là 12.000 PTU. Đấy. Rồi điện thắp sáng, nóng lạnh điều hòa. Tất cả mọi thiết bị trong nhà đều sử dụng rất là ok nhé. Máy thì rất là nhỏ gọn, đấy, tiết kiệm nhiên liệu, dễ vận chuyển. Đấy, trọng lượng của máy là 45 kg. Đấy, và siêu nhạy nổ anh chị em các bạn nhé. Hàng rất là đẹp luôn, bóng mịn tuyệt vời luôn anh em các bạn quan sát này. Và giá thành của sản phẩm thì bên mình bán thì từ 9 đến 11 triệu. Tùy theo chất lượng của máy, anh em các bạn cứ liên hệ trực tiếp. Đó, máy bảo hành 1 năm. Bác nào mà chuyển khoản đủ thì bên em sẽ miễn phí ship. Đấy. Dòng Shindaiwa và Denso này thì nó sử dụng chung động cơ của Subaru nhé. Đấy. Robin Subaru, đấy, sử dụng xích cam. Đấy. Hai dòng này là rất là trâu bò rồi và công suất của nó đều là 2600 hết. Đấy, các bác quan sát chi tiết này, máy rất là đẹp luôn nhá. Điều hòa 12.000 PTU này, nóng lạnh rồi đầy đủ hết. Thắp sáng. Anh em dùng công trình này, điện nước rồi anh em dùng trong công trình để cắt gạch men rồi hàn xì, nói chung là ok hết. Anh em chạy công trình cho lên xe máy chở đánh dìn cái là đi luôn. Đấy, lô này hàng rất là đẹp luôn để phục vụ anh chị em và các bạn khắp mọi miền Tổ quốc. Đấy, giá thì tương đối là hợp lý, anh em các bạn ưng con nào thì có thể chụp màn hình. Đấy, bình xăng rất là đẹp luôn anh chị em các bạn này. Đấy, mới sáng choang luôn. Đấy, máy móc còn rất là đẹp, nguyên đai nguyên kiện, gần như là không có sơn sửa gì nhiều. Đấy, còn nguyên đai, nguyên kiện, nguyên máy. Đấy, hàng rất là đẹp. Đấy, con này là đẹp, mới tinh. Đấy. Con này 10 triệu rưỡi các bác nhé. Đấy. Củ phát là trái bí, không chổi than. Hàng động cơ Subaru. Đấy, Tokyo, made in Japan anh chị em các bạn nhé. Hàng rất là đẹp luôn. Hàng rất là đẹp, anh em các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp để bên em tư vấn cho anh chị về dòng sản phẩm này. Số điện thoại trên màn hình. Con nào kém hơn thì bên em sẽ bán là 9 triệu. Đấy, giá cụ thể công khai trên video luôn. Anh em các bạn cứ cân đối tài chính rồi xem, rồi điện trực tiếp bên em sẽ quay video hoặc gọi Zalo trực tiếp để test sản phẩm rồi gửi hàng cho các bác. Đấy, anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ. Nói chung hàng thì nó tùy phân khúc các bác nhé. Đấy, phân khúc nào mà đẹp thì hàng đẹp thì giá đẹp, mà hàng vừa thì giá vừa. Đấy, tiền nào của đấy thôi, thì mình cứ cân đối. Dạ. Và rồi các bác có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của Phạm Huấn 0971160099 để được tư vấn về dòng sản phẩm này. Đấy. Xin chào, hẹn lại các bạn ở video sau. Đấy, hàng rất là đẹp luôn nhé.
Đấy, con này hàng rất là đẹp luôn. Đấy, hàng Shinewa này. Tần số 50 Hz, tần số chuẩn của điện Việt Nam anh em nhé, dùng điều hòa, tủ lạnh, nóng lạnh thoải mái luôn. Đấy. Động cơ EX17, ốc tán 7 màu. Rồi, rất đẹp luôn. Đấy. Hàng tương đối là đẹp, anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ. Đấy, xin chào, hẹn lại chị video sau. Nhanh tay đặt hàng để được chăm sóc. Xin chào, hẹn lại anh chị.